Xin chào anh em là Tú. Hôm nay em Tú lại mới về được một chiếc Rolex, và một chiếc này là một chiếc hạt đã qua sử dụng, còn rất là đẹp và ngon cho anh em nhé. Thì em này còn đầy đủ là hộp với sổ thẻ, em đã show ở đây cho anh em xem rồi. Thì chúng ta sẽ cùng lướt qua một chút ở phần thẻ. Thì cái thẻ đầu tiên của em sẽ có mã là 126333. Với 126 thì anh em có thể biết được chiếc này sẽ là một chiếc đời mới, và 333 tức là size 41mm và để mi vàng yellow gold. Chúng ta sẽ có số series ở đây. Ở mặt sau thì có date mua và dấu đại lý. Đến với cái thẻ thứ hai, đây là thẻ bảo hành của shop em, thì bên em vẫn sẽ bảo hành cho anh em là 25 và hỗ trợ anh em bảo hành chọn đời máy, nhận quay đầu lên đời bất cứ khi nào anh em có nhu cầu, cam kết hàng chuẩn chính hãng 100%. Ok, thì chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật chính của em ngày hôm nay nhé. Trên tay em đang là một chiếc Rolex đít chốt thuộc nó sẽ có một cái màu mặt là màu đen và sẽ điểm vàng trên phần thân này. Đó, một chiếc đèo mi rất là đẹp và rất là sang trọng dành cho rất nhiều anh em. Đó, cái mặt đen này thì cũng rất là dễ đeo, cùng với đó là đèo mi vàng vàng. Thì như anh em nào mà yêu thích cái màu vàng này, hoặc là thích đeo đứng một chút, thì chiếc đồng hồ này rất là hợp. Chúng ta sẽ có một cái mặt đen cùng với đó là cọc kim cương trên mặt số này. Cọc kim cương được làm rất là to, cùng với đó là phần chấu giữa kim cương này cũng sẽ được làm bằng vàng khối 18K. Logo thương hiệu của hãng rất là led và to ở góc 12 giờ. Bên dưới là dòng chữ Rolex Oyster Perpetual và đế chốt. Góc 3 giờ sẽ là ô lịch ngày với nền background màu trắng, chữ đen rất là nổi bật. Góc bên 6 giờ đây thì anh em sẽ thấy được sẽ có một cái dòng chứng nhận độ chính xác của bộ máy là Superlative Chronometer. Cùng với đó là dòng chữ Swiss bên dưới này. Vòng bên ngoài thì sẽ có là các vạch chia phút với 60 phút, cùng với đó là các đo cổng số sẽ là cổng số La Mã anh em nhé. Ở phần liềng bên trong trong mặt số này, chỗ phần liềng thép này, anh em có thể thấy được chạy rất nhiều dòng chữ Rolex ở xung quanh liềng. Đó, và ra sẽ có một cái logo ở chính giữa đối diện với cái logo góc 12 giờ này. Cùng với đó là góc 6 giờ sẽ là số series của chiếc đồng hồ này. Mặt kính sẽ là mặt kính sapphire nguyên khối và có một cái phần logo ẩn ở bên dưới góc 6 giờ đây. Anh em xoay flash vào sẽ thấy được cái logo đó, nó ẩn ở sau dưới mặt kính này. Những chiếc nào là mặt kính zin thì sẽ có được cái logo đó, và cái logo nó cực kỳ nhỏ cũng như là sắc nét, nên là anh em soi rất là dễ. Phần 3 giờ thì sẽ có một phần lúp ở góc ở đây để giúp anh em xem chức năng một cách dễ dàng. Cùng với đến phần thân chiếc đồng hồ này thì em nó sẽ có một cái thân thép không gỉ 904L và chúng ta sẽ có là vàng khối 18K. Phần liềng sẽ là liềng băm. Phần liềng này còn rất là led anh em nhé. Với một chiếc đã qua sử dụng thì anh em sẽ để ý đến cái tình trạng của sản phẩm cũng như là mặt kim cọc có vấn đề gì không. Đó, ví dụ như chiếc này của em thì anh em có thể thấy bộ kim cũng như là cọc số, mặt chữ led đều còn rất là led, cùng với đó là phần liềng được được làm rất là đẹp, cùng nó sẽ còn nguyên là các thứ ở đây, nó còn rất là led, chưa hề có một chút vết cấn nào. Một chiếc liềng rất là đẹp, với tuy date là date 2017, 2018, nhưng mà với tình trạng của chiếc đồng hồ này thì em nghĩ nó còn rất là mới, tại vì anh chủ cũ anh ấy sử dụng cũng khá là ít và rất là giữ gìn. Ở bên cạnh này em sẽ có một phần lúm đây, và lúm này sẽ là lúm vặn cổ trai. Anh em mở lúm để chỉnh chức năng, cùng với đó là vặn lên sẽ lên con tay, cùng rút ra một lớp sẽ là chỉnh lịch đó, và rút ra lớp thứ hai sẽ là chỉnh giờ, rất là dễ. Và khi anh em đóng chặt lúm lại thì chúng ta sẽ có là 100m chống nước. Anh em rửa tay đi mưa nhẹ nhàng thì thoải mái, nhưng mà tuyệt đối tắm bơi sông hơi nhé. Chúng ta sẽ được trang bị một bộ dây Jubilee rất là nổi tiếng trên dòng đít chốt, và ba chỉ ở giữa này sẽ được đánh bóng, cùng với đó sẽ là làm bằng vàng khối 18K. Hai chỉ bên ngoài này sẽ được làm gọn từ trên phần tay càng này đi xuống phần khóa, nên là khi anh em đeo lên tay cái bộ dây này nó rất là gọn gàng và đẹp. Chúng ta sẽ có các đường phay xước ở trên phần mắt dây thép này. Khóa sẽ là khóa Oyster, khóa trên dòng đời mới, thì khóa này nó cũng rất là hiện đại và thông minh. Anh em mở khóa thì anh em mở cái này ra là khóa nó mở được mở ra rất là dễ.
với đó là bên trong ta sẽ có là các thông số của bộ khóa. Đây mặt trong dây này anh em sẽ thấy được là các tổ hợp các chốt ở đây, cùng với đó là phần đuôi này, anh em có thể thu gọn hoặc lưới rộng ra rất là dễ dàng. Đó, đó đây là em đang thu gọn vào để cho anh em linh động. Bên chúng ta sẽ có là các con vít đây để giúp anh em cắt mắt. Mặt sau đáy sẽ là đáy kín anh em nhé, và mặt sau đáy này cũng được đánh rất nhiều đường phay xước này và một đường đánh bóng ở trên ở phần bao quanh bên ngoài này. Đó, em này sử dụng bộ máy là 3235, anh em sẽ có là 70 giờ tích cót, 31 chân kính, tần số tự động là 28.800 và sai số là cộng trừ 2 giây một ngày. Một bộ máy rất là bền bỉ và chuẩn xác của Rolex. Đây là một bộ máy in-house anh em nhé, do chính Rolex sản xuất nên là anh em yên tâm về cái bộ máy này. Ok, em sẽ lên tay thử cho anh em chiếc đồng hồ này nhé. Với size 41 của Rolex thì cho anh em tay to, tay anh em tầm trên trên 16.5 là đeo chiếc Rolex 41 này rất là đẹp. Đó. Anh em nào có cổ tay to thì đeo chiếc này cực kỳ là tuyệt vời. Cổ tay em là cổ tay 15.8, tuy lên tay là cũng vừa nhưng mà nó sẽ không được đẹp bằng anh em tay to. Ok, thì bên em đang bán chiếc này là một chiếc hàng mới, hàng đã qua sử dụng, tình trạng còn rất mới, đầy đủ hộp sổ thẻ tác, cùng với đó là hóa đơn và thẻ bảo hành của bên em. Thì bên em đang bán một cái mức giá rất là tốt cho anh em, đó là chưa đến 340 triệu cho chiếc đồng hồ này anh em nhé. Một cái mức giá là tốt cho anh em, và em bao quay đầu trong 6 tháng đầu tiên em chỉ trừ 10% nếu mà anh em lên đời, còn anh em bán lại thì em sẽ trừ cao hơn một chút. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em.